Là Ngô Trần Cẩm Tú, em học lớp tư duy đa chiều 1 và hôm nay em cũng nói về đề tài là tại sao nghèo, giúp người nghèo bằng cách nào. Vậy người nghèo còn nhất là gì? Chắc chắn đại đa số câu trả lời sẽ là tiền. Tiền giúp cho kinh tế gia đình ổn định và con cái của họ sẽ được đi học đàng hoàng. Vì thế mà tiền trở thành trọng tâm của những người nghèo. Đáng lý ra họ đã có một cuộc sống sung túc hơn nếu họ cố gắng vượt lên chính bản thân mình, nhưng trong số đó lại có một số người có những suy nghĩ rất tiêu cực. Qua một cái điều tra so sánh, ta có thể thấy được rằng người thành công không chờ cho phép màu tới mà họ tự tạo ra phép màu cho chính mình, còn người nghèo chỉ ngồi đó và chờ đợi phép màu đến với mình mà thôi. Người giàu đặt ra mục tiêu và quyết tâm làm giàu, còn người nghèo thì chỉ mơ mộng và muốn trở nên giàu có mà chẳng hành động gì. Người giàu luôn nhìn xa trông rộng và có kế hoạch lớn, suy nghĩ lớn, và người nghèo chỉ suy nghĩ nhỏ. Người giàu biết học hỏi những bài học, những kinh nghiệm thành công từ những người khác, còn người nghèo chỉ biết ganh tị với những người khác. Người giàu họ yêu quý chính bản thân mình, sẵn sàng tôn vinh bản thân, còn người nghèo chỉ thấy mình thật nhỏ bé, tự ti về chính mình. Người giàu biết quản lý, kiểm soát tiền bạc, bắt tiền làm việc cho mình, còn người nghèo lại là nô lệ của đồng tiền. Nhiều người đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên đã bất chấp tất cả phục vụ cho nó, và kết quả là nhận được thì quá ít mà mất đi lại quá nhiều. Trước thử thách khó khăn, người giàu không bỏ chạy mà sẵn sàng thách thức chiến đấu với nó. Và điều cuối cùng là người giàu biết trau dồi kiến thức, tiếp thu ý kiến của người khác. Vậy để giúp người nghèo, ta có thể tổ chức gây quỹ từ thiện, mở lớp học tình thương, và điều quan trọng nhất là thay đổi hướng suy nghĩ tiêu cực của họ thành hướng tích cực. Một so sánh khá thú vị giữa người giàu và người nghèo ở một góc độ khác, tư duy đa chiều khá hay đó. Hồi nãy giờ bốn bài phát biểu về nghèo nhưng mà bốn góc nhìn khác nhau. Người này bạn Khang á, thì nói là xã hội phải tạo cho họ một cái cơ hội, còn bạn này nói là phép màu không phải tự nhiên mà tới, phép màu phải tự nghĩ ra và vận động đi. Người nghèo thì là thấy mình nhỏ bé, không tự tin vô mình gì hết trơn á. Người nghèo thì là lệ thuộc vô đồng tiền, người nghèo là nghĩ rằng là thôi suốt đời mình rồi nghèo, đúng không ạ? Mọi người nên nhớ rằng là trên thế gian này chỉ có hai loại người thôi, đó không phải là người tốt và kẻ xấu, mà đó là người gục xuống và biết đứng lên như thế nào. Trên thế gian chỉ có hai loại người, không phải người tốt và kẻ xấu, mà không phải là người giàu và người nghèo, mà phải người gục xuống và biết đứng lên. Rõ ràng là con có một cái so sánh rất thú vị về người giàu và người nghèo, nhưng đâu đó có một vài cái thì hiển nhiên là cá nhân con đồng ý, nhưng mà vài bạn không đồng ý, hoặc là thầy sẽ không đồng ý, hoặc ngược lại thầy có thể đồng ý mà vài bạn không đồng ý, ví dụ như vậy. Có ai trao đổi gì về về cái bài nói này không ạ? Mọi người đang chăm chú vô bài nói của mình ngày hôm nay quá nên không phản biện gì nè. Con có nói rằng là người nghèo thì rất là dễ bị mờ mắt bởi đồng tiền đúng không? Tại sao vậy? Tại vì họ nghĩ là bây giờ muốn giàu mà chỉ có tiền thôi, nhưng mà có trong số đó thì có người họ biết đứng lên, họ biết kiếm tiền một cách đúng đắn, còn trong số đó thì họ bất chấp tất cả, thậm chí là pháp luật để có được đồng tiền. Nghe thì có vẻ chưa thuyết phục lắm. Có nhiều người giàu người ta còn mờ mắt nữa, càng giàu người ta muốn giàu thêm. Bạn Khang chứng minh là người giàu thì thường có lòng tham, mà lòng tham của người thì vô đáy. Cho nên còn con thì chứng minh là người nghèo á, thì họ mới có lòng tham. Lòng vì người nghèo nên mờ mắt, người ta có tiền người ta muốn có nhiều tiền hơn, bất chấp pháp luật. Cũng có thể ở một vài tình huống nào đó cũng có thể. Nhưng mà như vậy theo con nghĩ rằng là người nghèo có cơ hội để thoát nghèo không? Dạ thưa thầy là có. Bằng cách nào? Dạ là như con nói là vượt lên chính bản thân mình, vượt qua cái nghèo. Bằng cách nào á, cụ thể hơn, vượt Dạ, lên chính bản thân mình, vượt qua cái ví nghèo dụ bằng cách như nào? là như chị đã nói là có thể nếu như cho con đi học để thoát nghèo, hoặc là suy nghĩ tích cực lên một chút xíu là mình làm được, hoặc là đặt ra mục tiêu và cho mình vào kỷ luật đi theo mục tiêu đó đến khi làm được. Khá tốt. Cái suy nghĩ tích cực đó chính là cái mà tôi đang nhắm tới, bởi vì rằng là đâu đó khi mình suy nghĩ tiêu cực là
mình làm rồi mình cũng nghèo thôi, trời ơi thôi có chừng này tiền mình đi uống rượu đi, hoặc là học làm cái gì phải không mà thôi, con học rồi con cũng sẽ như bố thôi, cũng như mẹ thôi. Cho nên đâu đó suy nghĩ tích cực một chút thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái niềm tin, có một cái kỷ luật. Như vậy là cái giải pháp của đưa ra là khá tốt đó. Một con người mà muốn thoát nghèo rồi thì họ có một suy nghĩ rất tích cực là có thể đời tôi nghèo, tôi có thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tôi có thể làm nguồn quật, tôi có thể làm thuê, nhưng mà đời con tôi phải thoát nghèo. Trước mắt là thoát nghèo chứ không cần giàu, con tôi phải học cho tốt, con phải chịu khó học cho tốt nha. Rồi cũng lên Sài Gòn, cắm rễ ở trên đó, ra Hà Nội cắm rễ ở đó, rồi cuộc sống của con tốt hơn, đời con của con sẽ tốt hơn. Vậy đầu tiên là phải có một cái tư duy rất tích cực, một niềm tin tích cực. Khi mà có niềm tin đó xong rồi, người ta cho mình một cái kỷ luật, có nghĩa là tôi nhất định phải có kỷ luật như vậy, tới giờ nào tôi được phép thoải mái, còn giờ nào không được phép thoải mái, giờ nào tôi sẽ được đi chơi với bạn bè, giờ nào tôi được nhậu, ví dụ như vậy. Chứ không phải là lúc nào tôi cũng buông thả để tôi không bị lãng phí, giống như những bài phát biểu trước. Đó là cái mà rất là đồng ý với quan điểm của con. Vậy từ suy nghĩ tích cực nè, cho đến rằng là từ đó nó cho mình một cái kỷ luật và một cái niềm tin đó, nó sẽ giúp cho mình trở nên thoát nghèo. Nhưng mà đâu đó cái so sánh của con phải nghiên cứu lại. Ví dụ như con nói là người nghèo á thì thường là ganh tị với người khác, thực ra chưa hẳn đâu. Người nghèo nhiều khi người ta cũng bao dung lắm ấy chứ. Mà người thử một chuyện thôi. Thử đi nghe. Hôm nào mình đụng xe giả đò á, hai đứa đi đụng xe cái râm mình nằm ở giữa đường như vậy, xui một mép ra. Người mà cứu các con là ai biết không ạ? Là mấy ông xe ôm á, đứng ở lề đường á, ông cạo gió, bao nhiêu người đi xe hơi sẽ dừng lại để đưa các con lên xe đưa đi bệnh viện, chưa hẳn có đâu. Mà sợ chưa chắc đã có trong xã hội này, vì người ta sợ kẹt xe, đứng lại không biết lỡ có chuyện gì hay không, đưa bệnh viện hay không. Nhưng mà những ông xe ôm đứng bên đường á, những bà lão bán hàng rong bên đường á, họ sẽ cứu các con á. Chưa hẳn người nghèo đã ganh tị đâu cả nhà, nhưng mà đâu đó chính là người giàu á. Người nghèo nhiều khi người ta an phận nữa đó con. Nhưng mà thực ra có một cái nữa, như thầy nói đó, đó là cái mà suy nghĩ mình nhỏ bé cũng có thể. Đâu đó người ta ngại, ví dụ vô một nơi nào đó sang trọng người ta cũng ngại, vô bệnh viện người ta cũng khép nép, bởi vì là người ta nghèo rồi, người ta cảm thấy an phận. Chứ mà nói mà để họ cảm thấy mình nhỏ bé hay ganh tị người khác thì có lẽ đó là cái mà cần phải suy nghĩ lại. Cảm ơn một cái chia sẻ rất thú vị của con về người nghèo. Cảm ơn con.